mới của Đặng Luân và La Văn Hy cùng lên sóng, Dương Tử chỉ tuyên truyền cho một người. Dương Tử bước chân vào ngành giải trí khi còn nhỏ và gây ấn tượng với mọi người nhờ vào bộ phim Nhà có con gái. Sau đó hàng loạt tác phẩm của cô như Hoan Lạc Tụng, Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết, Hương Mật Tựa Khói Xương được nhiều khán giả yêu thích. Bên cạnh đó thì khả năng diễn xuất của Dương Tử cũng sớm đã được khán giả công nhận. Năm ngoái, tác phẩm Hương Mật Tựa Khói Xương đã đưa tên tuổi của Dương Tử bước lên tầm cao mới, thu hút vô số fan hâm mộ. Cũng nhờ vào bộ phim này mà Dương Tử và La Vân Hy trở thành bạn của nhau, trong khi đó Đặng Luân và Dương Tử sớm đã quen biết nhau rồi, mối quan hệ của ba người vô cùng tốt. Nhưng gần đây, phim mới của Đặng Luân và La Vân Hy cùng nhau phát sóng, Dương Tử lại chỉ tuyên truyền cho phim Bạch Phát của La Vân Hy, trong khi đó người bạn thật sự của tôi lại không hề nhắc đến. Hành động này của Dương Tử cũng có thể được lý giải như sau, vì sau sự thành công của Hương Mật Tựa Khói Xương thì fan couple Dương Tử và Đặng Luân ngày càng tăng. Nếu như Dương Tử lại tiếp tục tuyên truyền giúp Đặng Luân thì có lẽ fan sẽ mãi trèo không tha.